Đến chiều ngày 18 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang lấy lời khai hơn 52 đối tượng dương tính với chất ma túy trong quán LV Lux ở thị trấn Long Thành, huyện Long Thành. Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã ập vào kiểm tra quán LV Lux và phát hiện trong quán này có khoảng 185 người đang nhảy múa trong tiếng nhạc rền tai. Trong đó, có nhiều đối tượng có biểu hiện phê ma túy. Phát hiện lực lượng công an, nhiều đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã bắt quả tang 2 vụ, 3 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 4 gói ma túy đá và nhiều tinh thể ma túy màu trắng, màu xanh được các đối tượng vứt xuống sàn nhà. 9 bình xịt, 9 bình khí bóng cười, 27 bình hút shisha, 90 bao thuốc lá là hiệu 3 số 5 ngoại nhập, 87 xe mô tô, 18 xe ô tô và 198 điện thoại di động các loại. Mua ma túy vào chơi, 6 anh em chơi ngừ một góc tư, rồi chơi xong rồi bàn kế bên cũng thấy bông chơi bông có cười nhiều, rồi lực lượng công an vô ập vô bắt. Ngay sau đó, các đối tượng và tang vật đã được đưa về trụ sở công an huyện Long Thành để làm việc. Qua test nhanh ma túy, 180 người phát hiện 50 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 4 nhân viên và 1 bảo vệ quán. Chúng tôi là phát hiện là trên 10 bàn có rất đông người sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ trên bàn và dưới sàn gần 10 gói ma túy. Đồng thời chúng tôi lập biên bản bắt quả tang 2 vụ, 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an huyện Long Thành tiếp tục đấu tranh với các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời làm việc với chủ cơ sở, quản lý, nhân viên, bảo vệ của quán và các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy